Vâng, xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của hàng chúng em các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Mà sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì đến hẹn lại lên ạ. Tiếp tục thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác tiếp một lô máy cưa xích. Đó, cửa hàng chúng em thì cứ khoảng tầm 1 đến 2 hôm thì sẽ lại lên một lô video các bác nhé. Rất là đều, tuần nào cũng thế nha các bác nha. Đó, dọn rửa là lại lên cho các bác một lô máy cưa xích hàng chuẩn Nhật bãi nội địa các bác nhé. Cam kết cho các bác là máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Hôm nay thì cả chúng em lên được một lô gồm có 13 con. Máy móc thì cực kỳ xuất sắc và cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó, 13 con thì đẹp, hầu như là con nào cũng cực kỳ đẹp luôn. Đẹp thì như hoa hậu luôn các bác nhé. Đấy, hôm nay thì cả chúng em đánh dấu ký tự là lô L, từ L1 cho tới L13 có đánh dấu ký tự ở đây và có báo giá hết rồi các bác nhé. Báo giá từng con một rồi ạ. Đó, các bác nào mà xem video cảm thấy ưng ý con nào thì nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi. Cửa hàng chúng em thì đặt hàng thì rất là đơn giản. Các bác xem video ưng ý con nào, muốn đặt hàng con nào, các bác đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đề lên trên từng con máy rồi đấy ạ. Và giá là đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhá. Giá ở trên này là đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác hết rồi. Đó, các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, đọc giúp cho em là anh muốn chốt con L mấy đấy ạ. Là các bác để lại địa chỉ thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác nhá. Khi mà hàng tới tầm khoảng 5 đến 7 ngày đổ lại. Đó, hàng tới các bác kiểm tra đúng máy trên video, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ thoải mái rồi các bác thanh toán các bác nhé. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nha. Không cần cọc trước luôn ạ. Đảm bảo cho các bác là uy tín là vàng luôn các bác nhé. Đó, đây hôm nay là tổng cộng có 13 cây. Vâng, và cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống cũng như là test nổ từng con một, giới thiệu từng con một cho các bác. Hôm nay thì có lô này thì đa số là hệ cưa gia đình cắt tỉa dọn vườn các bác nhé. Và 3 con máy cưa tay cụt. Đấy, và cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ cũng như là giới thiệu chi tiết từng con một cho các bác dễ dàng lựa chọn cũng như là dễ dàng trải nghiệm các bác nhé. Dạ vâng, con máy đầu tiên là con STMS170C là con L1 các bác nhé. Cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là L1. Con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực luôn các bác nhé. Nó giật cực kỳ nhẹ nhàng, con này nòng của nó là 37 ly. Nó được tích hợp chụp giật trợ lực nên giá của nó thì đôi phần có hơi cao một tí xíu các bác nhé. Đó, nhưng mà máy móc thì cam kết cho các bác là hàng chuẩn chất lượng luôn ạ. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.350.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đó, máy móc quá là xuất sắc luôn các bác nhá. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 ạ. Con này lam, con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Xích như mấy cái dòng máy cưa điện đấy ạ. Đó, mấy cái dòng máy cưa điện thì cũng sử dụng xích dạng như thế này các bác nhá. Mặt tiền con này khá là đẹp. Dòng Estin, con này là thương hiệu của Đức thì khá là nổi tiếng luôn rồi. Về độ bền cũng như là về chịu lực rất là tốt. Đó, vâng, và cửa hàng chúng em hướng dẫn cho các bác khi mà các bác đặt hàng hàng tới thì các bác giật như thế nào, giật nổ như thế nào các bác nhá. Cho các bác nào chưa biết, đầu tiên là khi các bác đặt những con máy, những con máy nào mà nó có cái cục núm bơm xăng ấy, thì các bác bơm xăng lên giúp em các bác nhá. Bấm tầm khoảng 5 cái. Đó, bao giờ nó lên xăng thì các bác kéo e ra. Còn những cái loại nào mà nó không có, các bác nhìn quanh cây máy không có cái cục núm bơm xăng thì các bác chỉ việc đóng e lại thôi. Như con ST này chẳng hạn thì các bác bóp ga lên. Một tay phải thì các bác bóp ga lên nhá. Tay trái bác ấn cái cần e này xuống. Đó, cần khi mà cái cần e này nó ở phần vị trí phần dưới này giúp em là được các bác nhá. Các bác giật cho em tầm khoảng 2 cái. Cái hai cái gì đó. Đó, bao giờ cho cây máy nó nổ cái e một phát, nó nổ cái e một phát các bác nhá. Các bác đẩy lên cái cần e lên nấc giữa giúp em. Đó, các bác giật thêm cái nữa. Như vậy là máy nó sẽ nổ nha các bác nha. Đấy,
máy móc thì hoạt động thì cực kỳ dễ dàng thôi. Các bác chỉ cần kéo e ra, giật bao giờ cho nó nổ cái e giúp cả hai chúng em cái là được. Rồi mở e, đóng đẩy e lại là giật thêm khoảng cái hai cái nữa thì máy nó sẽ hoạt động các bác nhá. Đó, con đầu tiên giá 3.350.000. Bên phần này là phần đổ xăng, xăng pha nhớt này các bác. Này là dòng những dòng máy cưa hai thì nên là các bác phải đổ xăng pha nhớt các bác nhá. Còn trên này là đổ nhớt để bôi trơn bộ lam xích các bác nhá. Đây là đủ nhất thải giúp em cửa hàng chúng em các bác nhá. Đó, L1 giá 3.350.000. Dạ vâng, qua tiếp con L2. L2 là cũng là một con máy cưa Estin 017 các bác nhá. Con này cũng là dòng của Đức, hàng bãi Đức, nhưng mà con này thì nó không có tích hợp chụp giật trợ lực, không có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nào mà thích khỏe khoắn, thích giật không cần phải trợ lực gì cả. Đấy, hai ốc làm vẫn là hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích vẫn là xài xích trùng 91 các bác nhá. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.050.000. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên ạ. Đó, con này thì hoạt động thì nó cũng giống như con L1 thôi, đóng e lại các bác giật giúp cho em tầm khoảng 2-3 cái đó cho nó nổ cái e như thế. Các bác đẩy cần e lên, giật thêm. Dạ vâng, vẫn là nòng 37 ly các bác nhé. Con này thì về cho các bác về sử dụng gia đình có thể kéo được tầm khoảng 550 đổ về. Dạ vâng, con L3. L3 là một con máy cưa Hitachi, công suất là 35cc các bác nhé. Nòng con này thì nòng của nó đường kính trái bít tông nó là 38 ly các bác nhé, 38 ly ạ. Đó, con này thì nó được có tích hợp núm bơm xăng phụ này, nên là khi các bác đặt hàng, hàng tới các bác bơm giúp cho em các bác nhé. Bơm cho em mấy phát cho khi nào mà nó xăng nó lên cái cục núm này. Đó, thì các bác kéo cái phần e này ra giúp em ạ. Đó, kéo cái phần e này ra, kéo cái phần e ra các bác nhé. Công tác thì các bác, con này thì nó xài công tác dạng như thế này, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở. Các bác nhớ dùm cho em khi mà hàng tới các bác đẩy phần công tác lên các bác nhá. Chứ nếu mà các bác đẩy phần công tác xuống bên dưới này thì nó sẽ không hoạt động được đâu ạ, không nổ được đâu ạ. Đó, gạt lên, kéo e ra, các bác giật. Đó, cho máy nó nổ cái e phát nữa. Đẩy e vào, đẩy e vào. Đó. Cưa mang thương hiệu Hitachi các bác nhá. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Con này thì lam xích vẫn là xài xích trùng 91 các bác nhá. Cây lam con này mặt cắt là được 35 phân. 35 phân ạ, có phần tăng giảm xích trực tiếp trên phần cây thân lam luôn các bác nhá, cực kỳ tiện lợi. Con này thì nó có được tích hợp xả áp ở trên này này các bác. Có cái xả áp nha các bác nhá. Các bác muốn giật nhẹ nhàng thì các bác bấm vào đây thì giật nó sẽ nhẹ máy hơn. Đó. 35cc, nòng 38 ly. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhé. Con này L3 giá 2.900.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Các bác nào muốn đặt hàng con này thì đọc giúp cho em con mã cũng như là đọc cho em cái địa chỉ thì cửa hàng chúng em sẽ biết ngay là con Hitachi các bác nhé, để gửi hàng cho các bác đúng máy các bác lựa chọn. Rồi, L4. L4 là một con máy cưa xích Echokurit. Đó, Echokurit các bác nhá. Con này thì công suất của nó là cũng là 35cc các bác nhá. 35cc, nòng con này là 40 ly các bác nhá. Tích hợp hai ốc làm cực kỳ to. Tích hợp hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 13. Con này thì nó
được lên nhông đồng tiền luôn rồi các bác nhá. Nhông đồng tiền, xích con này là xích cỡ lớn luôn ạ. Xích 325, dạng xích gọi như là gần như là lớn luôn rồi. Lam theo máy con này là lam tản nhiệt luôn các bác nhá. Cây lam nguyên zin của nó lam tản nhiệt. Xích thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới luôn rồi. Máy móc con này thì khá là ok cho các bác nào mà muốn cần tìm một chiếc máy mà xích cỡ to. Đó, hai ốc lam thì cực kỳ chắc chắn rồi đúng không các bác? Con này thì cân nặng đầu máy không là 4,4 kg các bác nhá. Nếu có cả lam xích vào nữa thì con này nó rơi vào tầm khoảng 5 ký, hơn 5 ký các bác nhá. L4 giá 3 triệu đồng. Đó, theo máy là nhông đồng tiền luôn các bác nhá. Xích là lên xích cỡ lớn, cực kỳ chất lượng. Con này thì các bác cứ kéo e ra, già giật là nó sẽ nổ các bác nhá. Kéo e ra. Này thì nó được tích hợp luôn chụp giật trợ lực các bác nhá, chụp giật trợ lực luôn ạ. Đó, giá chỉ 3 triệu đồng một con máy cưa siêu VIP, máy móc thì cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Tình trạng máy móc thì nguyên zin nguyên bản hàng, chưa bung chạm máy móc. Cam kết cho các bác là chuẩn zin từ A tới Z luôn các bác nhá. Một con Echo Kyrit cực kỳ đẹp và chất lượng. Dạ vâng. Tiếp đến là một con Echo Kyrit tiếp. Con này thì công suất 37cc các bác nhá. 37cc ạ. Đó. 37cc cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Lốc con này là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc là lốc nhôm luôn. Đó. Con này thì nó chưa được lên lam xích nên là lam xích của nó vẫn là nguyên zin các bác nhá. Nhưng mà con này thì công suất lại cỡ lớn, có thể lên được lam dài hơn các bác nhá. Có thể lên được ram dài hơn, có tích hợp xả áp ở đây cho các bác. Đó, cực kỳ chất lượng luôn, công suất 37cc. Nòng của nó là 41 ly hay sao ạ? Thì cửa hàng chúng em thì nói chung là có con thì có thể biết được ly nòng, nhưng mà có con thì chưa bung ra bao giờ nên là cũng chưa thể biết được chính xác ly nó là bao nhiêu các bác nhá. Thì nhớ được cái công suất là nó có báo ở trên phần tem này thôi để nhìn thông số của cây máy. Con này là 37cc các bác nhá. Con này thì hiện tại cửa hàng chúng ta đánh dấu ký tự là L5, giá của nó là 3.050.000. Ok, chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác ngọc và tiếng máy. Một chiếc L6 khá là xinh xắn, một con máy cưa mang thương hiệu cũng thuộc dạng Echo các bác nhá. Con này là Pro Grand. Đó, nó là thuộc cây máy này nó thuộc về công ty của Echo luôn các bác nhá. Đó, con này thì công suất của nó vẫn là 35cc. Máy móc thì cực kỳ xinh xắn luôn đúng không các bác? Đó, rất là màu mè, cực kỳ đẹp. Tình trạng máy móc thì tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Con này thì cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Làm con này mặt cắt là được 35 phân, xích là xài xích chung 91, có phần tăng giảm trực tiếp trên phần thân cửa cây máy. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.850.000 L6 các bác nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp, về cho các bác về sử dụng gia đình, một chiếc máy hàng bãi Nhật nội địa, máy móc thì quá VIP và chất lượng luôn. Đó, con này thì cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc luôn, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Các bác không cần phải lăn tăn ạ, bởi vì máy móc con này thì cực kỳ đẹp luôn, tích hợp núm bơm xăng phụ này. Đó, có xả áp ở đây cho các bác giật rất là nhẹ nhàng.
Dạ vâng, vừa rồi thì cửa hàng chúng em là đã test nổ hết một loạt là những dòng máy cưa mà nói chung là được một tí xíu các bác nhá. Bởi vì những dòng này thì nó giá thành nó sẽ cao, nhưng mà bù lại thì máy móc thì cực kỳ chất lượng. Và hàng trên là những dòng cưa giá rẻ để cho các bác về sử dụng gia đình, cắt tỉa ít, để gọi như là các bác nào mà nhu cầu sử dụng ít, lâu lâu mới có gọi như là cắt ra chơi chơi thôi, thì giá thành nó khoảng trên dưới 2 triệu thôi. Còn hàng dưới vừa rồi cửa hàng chúng em test nổ là trên dưới khoảng 3 triệu các bác nhá. Đó. Thôi và bây giờ thì cửa hàng chúng em qua cái hàng trên để test nổ cho các bác. Dạ vâng, con đầu tiên trong lô máy giá rẻ ngày hôm nay, nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình. Con này là hiệu Marujama các bác nhá. Hiệu Marujama đấy ạ. Đấy, máy móc con này thì khá là đẹp. Khá là đẹp luôn. Tích hợp một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Lam con này thì lam xích thì quá là chất lượng luôn các bác nhá. Lam xích nguyên zin nguyên bản theo cây máy Marujama. Con này thì tích hợp xích là xài xích mini. Lam con này mặt cắt là 35 phân các bác nhá. 35 phân. Con này thì có tích hợp núm bông xăng phụ ở đây luôn ạ. Cực kỳ chất lượng luôn. Máy móc con này khá là đẹp. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là L7. Giá của nó là 2 triệu đồng các bác nhá, 2 triệu đồng. Công suất của con này là 30cc. Rất là nhỏ nhẹ khó về sử dụng gia đình, cắt tỉa dọn vườn đồ linh tinh. Giá thì cực kỳ hữu nghị luôn đúng không ạ? Tình trạng máy thì 90% các bác nhé. Cực kỳ chất lượng, tình trạng này như thiếu thùng luôn ạ. Làm xích con này thì cực kỳ chất lượng. Xích, riêng sợi xích con này thì em nghĩ tầm khoảng 90% nữa các bác nhé. Xích của nó thì còn cực kỳ to bản luôn ạ. Đó, L7 giá 2 triệu đồng. Tiếp đến là một con máy cưa mang thương hiệu Komatsu Genowatt các bác nhá. Một con máy cưa khá là có thương hiệu rồi. G320. Con này thì công suất của nó là 32cc các bác nhá. 32cc ạ. Đó. Làm con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Con này thì nói chung là công suất thì cũng vừa phải. Máy móc về cho các bác về sử dụng gia đình. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1.850.000. Ký hiệu là L8 các bác nhá. Thoáng máy luôn các bác nha. Bởi vì hãng Komatsu Genowatt này thì tiếng nổ của nó thì cực kỳ mở máy luôn. Tích hợp máy con này thì nó được tích hợp là hai bạc nên là máy nổ cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Dạ vâng, qua con L9. L9 là một con máy cưa Echo Kyorit. Con này thì công suất của nó là 33,4cc các bác nhá. Làm tròn thành 34cc. Đó, nó cũng khá là to rồi. Trong hệ phân khúc gia đình, cắt tỉa dọn vườn. Tích hợp 2 ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích mini nhỏ gọn. Con này thì ký hiệu là L9. Giá của nó là 1.950.000 các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Vâng, con này thì nó được tích hợp có cả núm bơm xăng phụ này cho các bác. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đây, chuẩn Made in Japan Echo Kyorit các bác nhá.
kỳ êm luôn, nòng hơi chắc chắn, cứng cáp các bác nhá. Đó, một con thương hiệu Echo Kyrit khá là nổi tiếng luôn rồi. Các bác nào mà sử dụng về hàng Nhật bãi nhiều, có lẽ hãng này thì không còn xa lạ gì nữa rồi các bác nhá. Siêu bền và siêu tiết kiệm xăng luôn cho các bác. Dạ vâng, tiếp đến L10 là một con máy cưa hiệu Shindawa. Shindawa các bác nhá, con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực luôn, có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhá. Giá con này thì cực kỳ hữu nghị luôn ạ, chỉ 1.800.000 cho các bác về sử dụng gia đình. Tích hợp lam, con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Đó, con này thì khá nhẹ luôn, em nghĩ con này thì nó rơi tầm chưa đến 4 kg đâu ạ. Chưa đến 4 kg các bác nhá. Mang thương hiệu Shindawa, giá thì cực kỳ hữu nghị và rẻ luôn các bác. Con này thì cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện luôn các bác nhé. Ký hiệu là L10, giá 1.800.000. Dạ đây, qua là những mẫu cưa tay cụt nhỏ nhẹ để cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao, cũng như là hay leo thang, hay leo lên cây để cắt tỉa những cành cây mà ở trên cao các bác nhá. Có nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy cưa mà cầm một tay được ấy ạ, cầm sử dụng một tay được, thì các bác tham khảo con L11, L12 và L13 các bác nhá. L11 đầu tiên là một con máy cưa Tananka Made in Japan này, hàng chuẩn, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Con này thì khá là đẹp luôn này, các bác nhìn bên trong ạ. Đó, vô lăng của nó thì còn sáng keng sẻ beng luôn các bác nhá. Con này thì tình trạng như thiếu thùng luôn các bác. Lam con này khá là nhỏ gọn, em nghĩ con này chắc chỉ khoảng 25-30 phân thôi. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Con này được tăng giảm xích thì trực tiếp trên phần thân lam. Giá lại cực kỳ rẻ, 1.800.000 một chiếc máy cưa tay cụt phần bô này các bác. Khá là đẹp đúng không ạ? Con này thì rất là nhỏ gọn. Tiếp đến là con L9, một con máy cưa Echo Kyrit tiếp. Thương hiệu Echo thì cực kỳ nổi tiếng rồi. GC301 các bác nhé. Công suất 30cc. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Làm con này mặt cắt là được 35 phân. Mặt cắt được 35 phân. Quá đẹp luôn các bác nhé. Con này thì cả chúng em đang xả giá rẻ luôn cho các bác. Giá chỉ 1.700.000. Bởi vì con này thì nó, cái phần mặt bên này thì nó hơi bị cháy một tí xíu, nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến sử dụng của cây máy cả. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó, giá chỉ 1.700.000 một con máy cưa tay cụt cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Dạ vâng, cuối cùng trong lô máy ngày hôm nay là con L13.
Con L13 một con máy cưa mang thương hiệu Ryobi. Con này thì tình trạng đẹp 99% các bác nhá. Khá là đẹp luôn ạ. Giá con này là 2 triệu đồng. Đó, giá 2 triệu đồng các bác nhá, tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Cùng con lam con này mặt cắt là được 35 phân, có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Mang thương hiệu Ryobi thì cực kỳ nổi tiếng luôn các bác nhá. Dạ vâng, và cửa hàng chúng em vừa rồi thì đã test nổ cũng như là giới thiệu chi tiết từng con một rồi. Các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào, muốn đặt hàng con nào thì hãy đọc giúp cho em con mã máy mà cửa hàng chúng em đã đề lên trên từng con một rồi các bác nhé. Các bác đọc giúp cho em cái mã máy và số điện thoại, địa chỉ cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn nha. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Đó, hàng chưa bung chạm máy móc, linh kiện thay thế sửa chữa cũng rất là dễ dàng. Rồi, và cả chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.